lẹ lên. Dạ đang lẹ cậu. Thanh niên trai tráng rê ra như rùa vậy. Dạ, chừng nào mới tới nhà? Cậu gọi có chỗ cậu la không à? Lẹ lên. Dạ, dạ. Lẹ. Coi đi cái gì mà cứ lạng qua lạng lại chóng mặt muốn chết à. Đi cho dựng thôi. Có chó quan vậy? Có chó quan cả. Chó quan nào mà cản? Ai vậy? Ui đất ơi. Trời đất ơi, ai đây? Ê, làm gì mà đứng cản đường vậy? Ê. À, cái thằng quẹo. Mày quật quẹo mày ra đâu ra? Mày ngồi đây mày cản đường tao đi mày. Trời ơi, con xin lỗi ông. Trời ơi, con gom cái này xong rồi con đi ra liền. Ê, mày nói cái gì mày? Cái gì mày xin lỗi ông? Cái gì mà con, hả? Trời ơi, con xin lỗi ông, con không dám nữa. Mày nghĩ sao nó kêu tao bằng ông rồi nó xưng con với tao vậy mày, hả? Mày hổ mày? Cậu? Mày nói tao già hả mày? Mày bằng tuổi tao mà mày kêu tao bằng ông mày xưng con mày nói tao già hả mày? Dạ con biết rồi. Mày bí mặt tao mày? Dạ con xin lỗi cậu, con không dám nữa. Đánh đường rồi mày! Bực mình! Đang bực mình mà cứ ăn hoài! Mày bực mình kệ mày, tao ăn kệ tao. Nói nhẹ tên vậy đó hả? Trời đất ơi, cái nhà này ngộ nha. Người nào người nấy ôm nhôm nhất nhỏ con chút béo kìa mà ăn quá rồi ăn. Ăn riết người ta dòm giống như heo. Mệt ghê. Bực mình! Cái gì? Trời ơi, cái gì vậy? Không biết nữa hả? Trời ơi! Má! Con nói với má bao nhiêu lần rồi hả? Trời ơi, má già rồi thì má làm ơn á, má là đừng có nói chuyện giùm con đi. Mỗi lần mà má mở miệng ra là tao nói vô duyên động trời vậy hèn. Má mở miệng chi, má nói chi để chồng con nó bực mình vậy hả? Hả? Tao nói gì đâu, tao nói tự nhiên nó ngoài đường bực mình chứ tao có nói gì nó đâu. Ủa vậy nãy giờ má bà chưa nói gì mà ông bực mình dữ vậy? Ông nào? Tôi có thấy ông nào đâu hả? Thì ông là ông đó. Hay quá. Ra đường cũng gặp người kêu tôi bằng ông, về nhà gặp bà cũng kêu tôi bằng ông, tôi già lắm hay sao vậy hả? Bực mình! Tao bộ làm gì bực mình hoài vậy? Hồi xưa giờ tôi kêu ông bằng ông, thì giờ kêu bằng ông chứ làm sao bà. Ủa? Mà nó nghe nè. Gì? Ông đi ra đường ai kêu ông bằng ông vậy? Hả? Quẹo chứ ai? Cái gì? Nó gặp tôi ngoài đường nó dạ con chào ông. Trời đất ơi, chịu nổi đời không? Mà thằng quẹo với tôi là bằng tuổi mà. Ê, khi nào bà cười cái lưỡi nó rớt xuống cái con chó đi ngang nó gặm. Mệt quá, cười làm gì mà mỗi lần cười lẹ cái lưỡi dài như vậy? Cười như vậy cho nó sảng khoái. Trời ơi, mà tôi nói thiệt cho ông nghe, tôi mắc cười là gì vậy nè. Cái thằng quẹo là một cái thằng tao nói nó ở trong xóm mình nó ai cũng nói nó là cái thằng chân thật. Đúng rồi. Có làm sao nói như vậy? Xấu nó nói xấu. Đúng. Đẹp nó nói đẹp. Già nó nói già. Đúng rồi. Vậy hả? Ừ. Thằng đó nó chân thật lắm à. Chứ sao? Quá đúng luôn. Không, công nhận đúng. Nãy nó có nói tôi thêm một câu nữa. Nói câu gì? Nó nói nồi nào úp dung nấy. Thôi. Trời ơi má ơi má. Sao má già mà má không có chút xíu nết nào trơn trọi vậy hèn. Vừa ăn thì thôi người ta đừng có cười. Vừa ăn vừa cười một hồi nó mắc nghẹn bây giờ. Tại má thấy điều tôi nói đúng quá đó. Đúng cái gì mà đúng? Con lương mà đồ chê con lịch có nhớ. Mày im đi. Dạ sao không? Sao? Hồi nãy giờ má nhìn kỹ đúng ý rồi. Dạ má đúng rồi, má với con là phải thông hiểu nhau. Đó, nhìn má nhìn má thấy gì mà má nhìn kỹ rồi đó. Con mới con ba mấy tuổi à? Quá đúng theo má thấy tôi mới có ba mấy tuổi gì mà thì nó dám kêu tôi bằng ông. Mới có ba mấy tuổi mà mặt nó nhăn nheo còn hơn má nữa. Đi ra ngoài đường á người ta không biết người ta nói nó anh cũng má. Thiên Hạ họ nói đúng luôn má. Đúng rồi, Thiên Hạ họ nói đúng chứ. Đúng rồi. Mà Thiên Hạ họ cũng nói vậy nữa nè má. Nói cái gì vậy con? Nói mẹ nào con nấy á. Thằng này, họ muốn thiêu hết cả con người hay sao? Con ở trong nhà mà con làm còn đổ mồ hôi. Huống gì mẹ ra ngoài đường. Hồi sáng con kêu là để con đi cho. Mà mẹ không chịu. Giờ về mẹ than. Mà nay mẹ bán được không mẹ? Con ơi, bữa nay chợ nó vắng tanh nè. Cũng may còn có 2-3 người bán thịt cá. Nên mẹ mới bán được 2 cái rổ. Rồi đem đổi chút gạo.
về nè. Dạ. Ở trên đường đi đó, mẹ tính bẻ vài cái cọng rau. Nhưng mà con ơi, người ta hái hết trơn rồi con ơi. Để con đăng xong cái này á, rồi con đi vô rừng, con hái rau với con đào ít củ để dành cho con với mẹ ăn. Không được đâu con ơi. Thôi con đừng có đi vô rừng. Con đi vô rừng mẹ lo lắm con à, mẹ sợ lắm con à. Rủ con có cái gì không biết làm sao, thôi đừng đi. Ở nhà ăn khô quẹt cũng được rồi con. Mẹ không sao đâu. Con đi vô rừng con quen rồi. Con đi từ từ cũng vô tới trỏng à. Rồi cái gì á mẹ ở nhà mẹ. Cái thùng này mình có thể ăn hai cơm được rồi. Ngâm hết mấy trái hùng này rồi cho mẹ như dân làng cùng ăn. Chú Năm,
Chú Năm ơi, chú Năm. Gì đó bà Lan Quế? Chú Năm ơi, chú có thấy thằng quẹo con tôi đâu không chú Năm? Sáng giờ tụi tôi đi đâu thấy nó đâu. À mà bà có đi tìm nó chưa? Có. Nó đi đâu đó vô rừng thôi thì chắc sáng với chiều nó cũng về tới à. Bà đừng có lo nha. Vậy đi rồi từ từ nó về ha. Dạ. Thôi mình đi về dưới đi. Cầu trời cho hồn quẻo con tôi nó được bình an. Tội nghiệp thằng nhỏ thân tàn tật mà phải đi kiếm ăn. Con ơi. Các em. Dạ. Không được là bay được mặt chị. Bà nói bao nhiêu lần rồi, bay lùi ra sau lưng chị để chị bảo vệ các em. Dạ. Rồi. Không biết chuyện gì bắt cóc chị không không. Lùi ra đằng sau lưng. Dạ đi. Chị ơi, em đói bụng rồi. Hay mình xà xuống ăn xôn đi chị. Em cũng đói nữa chị ơi, cho em ăn thôi. Chết. Không được đâu chị ơi, không được đâu mấy em ơi. Hôm nay sung chưa có chín, toàn là sung xanh không mà. Ăn vô đau cái bụng là mình khỏi bay luôn đó. Nhưng mà em đói. Em đói, em muốn ăn à. À, chị biết rồi. Bởi vì trái chín đã rụng xuống dưới đất hết rồi kìa. Vậy giờ mình xuống dưới mình ăn liền đi anh. Xuống dưới mình xuống dưới ăn đi. Tất cả theo chị xuống dưới. Chị ơi, các em ơi, có chuyện gì? Im lặng. Có người. Chị với các em đâu có đuôi đâu mà không thấy. Có người kìa. Có người lạ. Dừng lại. Rồi ăn ha. Khoan đã. Không có được ăn những quả sung này. Những quả sung này có lẽ là do người hái. Vì vậy chúng ta không thể nào giành công. Nhưng mà em đói. Em nó bụng lắm. Chứ, không có được. Các em đói cũng không có được ăn. Nếu muốn ăn thì các em phải đợi những trái sung còn xanh, nó chín. Rồi lúc đó chị em mình cùng ăn. Ha. Nhưng mà chừng nào nó mới chín? 7 ngày nữa. Em khùng hả? Chờ 7 ngày sung chín các em mình chết hết thì sao? Thôi được rồi. Bây giờ các em hãy bay về tổ đi. Chị sẽ đi tìm thức ăn về tổ cho các em. Nhưng mà em muốn ăn sung mà. Em cũng muốn ăn sung, nó bụng lắm rồi. Chim ơi, chim đừng có đi. Chim đói á thì chim cứ ăn đi, không có sao đâu. Ở đây tôi còn nữa nè. Nè chim, nè. Chim ăn đi. Không được. Đây là những quả sung do công của người hái. Chúng tôi không có công, không được ăn. Để mình ăn liền đi. Chạy với em ăn nha. Người cho rồi kìa. Ăn đi, không có sao đâu. Cây này là mọc tự nhiên. Tôi không có tưới. Tôi chỉ có công rung cái cây này. Rồi trái sung nó rớt xuống thôi. Chim ăn đi. Chim ăn cho no đi. Rồi chim hãy về tổ. Nè, ăn đi chim. Không sao đâu, ăn đi. Người thật là tốt. Đây là những quả sung có thể thay cơm khi mà người đói lòng. Vậy mà người vẫn nhường cho chúng tôi. Chim ăn đi, không có sao đâu. Nhiều lắm. Rác chim ăn không hết đó. Thì tôi gom về tôi cho nhà tôi. Nha chim, chim ăn đi nè. Em đói lắm, vậy em ăn. Vậy em ăn nha. Nếu như người đã cho phép thì các em ăn đi. À, chị ơi, chị thường dạy tụi em là nếu có ai giúp đỡ cho mình cái gì thì mình phải trả ơn cho người đó, đúng không chị? Rồi bây giờ em dạy ngược lại chị đó hả? Dạ không có, em chỉ nhắc nhở chị thôi. Chị luôn nhớ điều đó mà. Người ơi, người rất là tốt. Để trả ơn cho người, chúng tôi sẽ cho người một điều ước. Chim nói sao? Chim cho tôi một điều ước. Đúng rồi. Chỉ cần người la lớn, điều ước đó sẽ được thực hiện. Tôi cảm ơn chim. Bây tôi cảm người... ơn chim nhiều lắm. Bây giờ người hãy le lưỡi ra. Chiu. Người nhớ phải suy nghĩ cho thiệt kỹ trước khi nói điều ước.
Bởi vì chỉ được ước có một lần thôi. Khi người muốn ước, hãy la lớn thì ước của mình sẽ được thực hiện. Các em ăn no chưa? Đã rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng bay về tổ. Dạ. Chim ơi, chim ơi, chim. Cho mình một điều ước. Bây giờ mình sẽ ước gì đây? Mình ước mình sẽ làm quan. Nhưng mà không được. Làm quan thì lúc nào cũng mặt cũng cao có, lúc nào cũng hà hiếp dân lành, mọi người ghét lắm. Thôi mình không thích làm quan đâu. Hay là mình làm thầy cúng. Làm thầy cúng sẽ có đồ ăn hàng ngày, có rượu để uống. Nhưng mà thầy cúng gian xảo lắm. Ngày xưa cũng chính vì thầy cúng mà mẹ mình phải tốn biết bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho mình. Không làm thầy cúng đâu, ác nhân thất đức lắm. Hay là mình ước mình giàu như thằng Tứ kế bên nhà mình. Mà cũng không được. Giàu như thằng Tứ, ốm tâm ốm teo, mặt mày thì xấu xí. Không được. Tôi biết tôi ước gì rồi. Tôi ước tôi được khỏe mạnh, tôi trở thành người bình thường. Lúc đó tôi có thể giúp mẹ đi cày và giúp đỡ dân làng. Chim ơi, tôi ước tôi trở thành người bình thường. Bây giờ con mời mẹ và bà con vô nhà, con sẽ kể cho tất cả mọi người cùng nghe. Dạ. Dạ. Đi hả? Kiếm quẹo mà cứ đứng trước mặt quẹo. Dạ cậu ơi, con là quẹo nè cậu. Cái gì? Con là mày quẹo. Là quẹo? Dạ. Giỡn hoài mày. Không, con là quẹo nè cậu. Quẹo thiệt hả? Dạ cậu. Mày là quẹo? Dạ. Quen vòng coi. Dạ. Đất ơi, quẹo đây hả ta? Dạ. Cậu không nhận được con hả? Đẹp trai quá. Trời ơi, lực lượng quá. Trời ơi, nụ cười dễ thương quá. Miệng hết méo, lưng hết gù, người rất thẳng. Trời ơi, tao nhìn mày tao mê mẩn luôn. Mặc dù tao là đàn ông. Dạ. Trời ơi, mà tao nhìn tao càng ngày tao càng chán. Chỉ đi, chỉ cách tao đi. Làm sao mà mày đẹp dữ vậy trời, làm sao mày khỏe mạnh, chỉ tao đi. Chỉ. Dạ, tất cả là nhờ đàn chim thương tình đã cho con hết tật nguyền. Đàn chim thương tình? Dạ. Sao tao không hiểu ta? Câu chuyện này dài dòng lắm. Bây giờ con mời cậu vô nhà, rồi con sẽ kể với cậu nghe. Thôi, vô nhà chỉ cho nóng lực, đứng ngoài này kể lương cho nó mát, nghe không? Trời ơi, tao nôn muốn biết lắm. Mày kể đi, tao sẽ cho mày toàn bộ vàng bạc của cải của nhà tao, tao đem hết cho mày, chịu không? Mày kể tao nghe đi, để tao đẹp trai khỏe mạnh như mày. Vàng bạc của cải nha, mình nó cho người ta hết. Trời ơi, làm sao mình sống nổi trời. Bởi con nói mà, cái thằng cha già
tao nói con nhà giải chợ mà. Cha và em về rồi. À, cha về rồi. Cái con ác thú này sao mà nó giống con giả nhân mà ông mờ giết quá vậy? Con ác thú này hung hãn hơn nhiều. Chú Bình phải mất mấy ngày mấy đêm mới giết được nó. 11 thấy là sợ rồi, chắc không dám đi theo chú Bình giết ác thú nữa chứ gì. 11 là con trai của chú 10, chuyên săn ác thú mà sao sợ được chứ. Tất nhiên rồi, con ác thú này nó hung dữ, về làng bắt gia cầm gia súc, thậm chí là trẻ em nữa. Làm sao chúng ta có thể ngồi yên được? Thôi, dù sao thì con ác thú cũng đã chết rồi. Từ ngày mai bà con cứ dịp vô rừng yên tâm mà làm rẫy, không còn lo sợ nữa. Nhờ chú Bình và các trai làng giết được ác thú mà làng mình mới được yên ổn làm ăn. Lát nữa tôi xin góp con gà và mớ rau để làm cỗ ăn mừng. Còn tôi lát nữa xin góp bình rượu ngon để chúng ta cùng nhau ăn mừng. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Khó khăn lắm mà mới giải cái con này. Táo ơi, táo. Táo già, con về nè. Chắc là táo già nóng quá, tránh đi chỗ khác rồi. Kêu hoài không lên tiếng. Táo già, táo già, con có chuyện muốn nói với táo già nè. Táo già, ông ra đây đi. Táo già, ông không nói chuyện với con ra ngoài nha. Con ra thiệt á. Ơ, táo già, ta đã dặn con đừng có đổ nước lên cái người ta, mà sao con quên hoài vậy? Con quên, con xin lỗi táo già. Tại con thấy trời nắng á, nên con sợ táo già nóng. Cái bếp nó càng đỏ lửa ta càng vui mà. Con mà đổ nước kiểu này con ngày ta bị cảm cho coi. Dạ con nhớ rồi, con nhớ rồi. Nhớ rồi. Táo già. Sao con về táo già không chịu mừng con? Rồi con kêu ông không chịu xuất hiện liền nữa. Ta mừng chứ. Ta chạy ra ta lắp ló ta coi con quái thú ngoài sân đó, ta còn nhìn thấy con đứng cạnh cha con nữa. Cái rồi ta còn tính chạy tới mừng con nữa đó. Con can đảm quá. Ta nể con thiệt đó nghe. Thôi táo già. Cái con quái thú này á là cha con tiêu diệt, con chỉ đi theo thôi à. Để sau này á con tận tay tiêu diệt con quái thú, con đem về đây rồi táo già hẳn nể con nha. Nói cái chuyện mà con đi theo á là cũng gan dạ quá rồi. Biết bao nhiêu là thú dữ mà con không sợ hả mày? Dạ không, con đâu sợ đâu. Con được cha truyền võ thuật rất là cao cường mà. Mấy con thú dữ ở trong rừng á nhìn thấy con còn phải bỏ chạy nữa. Chỉ có con ác thú, con chưa từng đối đầu nên con không biết làm sao. Ừ, ta biết con giỏi, mà con còn có dòng máu nghĩa khí hơn người đó nghe. Nhưng ta vẫn thấy lo cho con. Biết sao không? Dạ không. Vì con là con gái. Vậy là ta nói thiệt, ta nè và cả thủ cái bếp này bao năm rồi, cô đơn cô độc như vậy, ta chỉ có con là bạn thôi. Rồi những cái ngày mà con theo cha con đi săn ác thú ấy, ta buồn, ta lo cho con quá. Thôi táo già, con đi rồi con về mà, táo già đừng có khóc nữa. Táo già, lúc mà con đi vô rừng á, ở nhà có ai làm cá nướng cho táo già ăn không? Ta đã nói là ta chỉ có một mình con là bạn thôi mà. Vậy táo già đợi con xíu nha. Em đó, làm chị hết cả hồn mà. Hai đang làm gì vậy? Cha về á, chị phải đi tìm mớ cá để nấu canh chua cho em ăn. Mấy ngày nay trong rừng sâu á, chắc là thèm món này lắm đúng không? Dạ, em thèm lắm á. Em nhớ đến mẹ với chị hai nữa. Vậy hả? Thôi, bây giờ về nhà rồi thì vô trong nhà nghỉ ngơi đi. Lát cơm chín á, chị sẽ gọi em dậy ăn. Thôi, em về em vui lắm. Em nghĩ không được.
Chị hai cứ làm đi, em ngồi đây em chơi. Không có được, vô nghỉ ngơi đi. Thôi, hai làm đi. Thôi, đi chị làm nhanh cho em nha. Dạ. Ủa làm đó là làm gì vậy hai? Chị gọt bạc hà, nấu canh chua cho em nè. Ngon quá vợ. Ừ. Hai, hai làm giỏi quá vợ. Ừ. Hai, giờ em mệt quá, thôi em vô em nghỉ nha. Ừ, em vô đi. Chị nấu nhanh cho em ăn nha. Em chào hai. Mai à. Mẹ. Mẹ không muốn con vào rừng đi săn theo cha con nữa đâu. Con đừng đi nghe. Mẹ đừng có lo, cha dạy con đủ hết rồi. Đao kiếm có, côn có, mà quyền cũng có nữa. Con đều tinh thông hết mà. Con có thể nối nghiệp cha, mẹ yên tâm đi. Mai à. Dạ. Mẹ không lo sao được. Con là con gái, đáng lý ra con phải thông thạo thiêu thùa, bếp núc như chị của con vậy. Đằng này con ngỗ nghịch như là con trai vậy đó. Mẹ, trong nhà chị hai giống mẹ thì con phải giống cha chứ. Cha nói á, con có sức mạnh hơn người, trong làng không ai bằng con hết. Anh 11 cũng thua con nữa. Mẹ yên tâm nha mẹ. Ơi, hai mẹ con đang nói gì đó? Cha. Sao mình lấy củi chi nhiều vậy? Thì tôi đem về sẵn, để cho hai mẹ con có sẵn mà làm, không cần phải đi kiếm. Vậy thì đây, để con mang vô bếp. Mình à, tôi không muốn mình truyền nghề săn cho con đâu. Thì tôi cũng không muốn, nhưng mà có lẽ đây cũng là ý trời. Tuy là nó còn nhỏ nhưng mà nó có sự nhanh nhẹn và sức mạnh khác thường. Nè, lần trước đó, một mình nó đã đánh bại con heo rừng hung dữ. Tôi sợ mình lo cho nên không dám nói cho mình nghe. Mình cứ yên tâm đi, có tôi đi với con mà, mình lo gì nữa chứ. Nhưng với lại săn thú dữ là nghề của tôi mà, hãy còn thú ác á, thì tôi còn đi săn cho kỳ được. Mình đừng lo. Uống thêm tí nữa đi mình. Ủa, chú Mười. Dạ. Tới cửa rồi sao không vào nhà đi? Dạ, chắc là chú Y tới rồi thấy tôi bệnh cho nên là chú định về chứ gì. Anh Bình cũng khỏe nhiều rồi chú. Chú cứ vào nhà ngồi chơi tự nhiên đi, đừng có ngại. Dạ. Chú Mười à, chú đừng thấy tôi bệnh mà khi dễ nghe. Tuy sức khỏe của tôi sa sút khá nhiều, nhưng mà tôi vẫn còn mạnh nghe chú Mười. Tôi biết chú chưa khỏe hẳn, nhưng có chuyện này cấp bách quá, tôi đắn đo không biết làm sao đây. Có chuyện gì vậy chú? Có chuyện này phải nhờ tới chú mới được. Dạ, ảnh khỏe nhiều nhưng chưa có lại sức để đi lại nhiều đâu chú à. Hay là chú nhờ người khác được không chú? Chỉ có chú Bình mới làm được thôi. Chú cứ nói rõ cho tôi nghe đi chú Mười, tôi đang nghe đây nè. Ở trong vùng xa sau núi xuất hiện một con quái thú khác. Một con quái thú lại xuất hiện à? Ừ, con quái thú này có sức khỏe ghê gớm. Nó có thể quật chết một con bò mỏng chỉ trong chớp mắt, mà nó lại thích ăn thịt trẻ con và có thể ăn một lúc mấy đứa. Trời ơi, sao dễ sợ vậy? Bà con ở bên đó đang khiếp sợ và hoảng loạn, tất cả ở trong nhà đóng kín cửa, không dám đi ra ngoài đường. Cho nên họ cử người đến gặp tôi, nhờ tôi nói với chú dẫn trai làng đi diệt quái thú giúp bà con. Nhưng mà sức khỏe của tôi hiện giờ không thể chiến đấu với quái thú được. Bây giờ chỉ có con Mai, chỉ có nó mới đủ sức để diệt ác thú mà thôi. Không 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 không, đừng để con Mai đi. Đường vô đó xa xôi cách trở, quái thú thì hung ác, con gái mình còn nhỏ lắm, không đủ sức đánh lại quái thú đâu. Đừng để con đi mà mình. Nhưng mà bà con đã nhờ kẻ như vậy,
mình không giúp á thì cũng không đành lòng mình à. Nếu con gái đi thì tôi và các trai làng sẽ đi theo để giúp sức cho nó. Tiếc là tôi đã già, mắt không còn tin anh nữa nên không thể đi. Thằng 11 á, nó chỉ có thể săn thú dữ, chứ quái thú thì nó không có đủ sức. Nhưng nó vẫn đi theo phụ giúp được. Bây giờ mọi người trông chờ vào quyết định của chú đó chú Bình. Thưa cha mẹ, thưa chú Mười, con sẽ đi tiêu diệt ác thú. Mai, ăn đi. Sao tới giờ buồn quá vậy? Ta nghĩ tới cái cảnh sáng mai con đi giết quái thú á, sao ta lo quá. Thôi không muốn ăn đâu. Tới giờ ăn đi, đừng có lo cho con. Con bây giờ võ nghệ cao cường lắm. Trai tráng trong làng này không ai đánh thắng con đâu. Sợ gì con quái thú đó? Trời ơi là trời, con ơi, nó là quái thú. Mà con quái thú này ta nghe nói là nó dữ lắm. Vì nó đã thành tính rồi. Con còn nhỏ, tuy giờ con có sức mạnh, nhưng mà đầu óc của con còn non nớt lắm. Táo già, có cha con đi theo mà. Táo già quên cha con là thợ săn lão luyện hả? Lần trước chính cha con đã giết được con giả nhân đó. Ta nhớ mà. Con đã quyết tâm đi diệt quái thú giúp bà con thì ta không có cản nữa. Người ta ngồi đây chờ con về. Nhưng mà nghe ta dặn nè. Dạ. Con và cha con phải cố gắng về sớm nha. Tết tới nơi rồi đó. Dạ. Con sẽ về trước ngày ông về trời, để kể cho ông nghe con đã tiêu diệt quái thú như thế nào. Còn bây giờ ông phải ăn cá này đi chứ. Sắp ngủ rồi nè. Ngon. Thôi, tới bìa rừng rồi, mọi người về đi. Mẹ với chị cứ về đi, đừng đi theo con nữa. Mẹ với chị về đây, cha với con bảo trọng nghe. Dạ. Cha chờ tin con. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Đi thôi anh em. Không đi nghe. Mình với con bảo trọng nghe. Cha, cha ngồi nghỉ đi. Con thấy cha mệt lắm rồi đó. Con quái vật này đúng là hung hãn thiệt. Em Mai đã đánh với nó 2 ngày mà vẫn không giết được nó. Chú à, chú đừng gắng sức nữa. Lúc nãy con với em Mai mà không tới kịp là nó đã quật chết chú rồi. Biết làm sao bây giờ? Mai tuy nhanh nhẹn nhưng không đủ sức để quật con quái vật đó được. Con quái vật này nó có cái đuôi mạnh khủng khiếp. Nó trường tới đâu là trời đất rung chuyển tới đó. Cha, con có cách rồi. Cách gì? Em mau nói đi. Cách gì? Bây giờ
con sẽ bám sát con quái vật đó, sau đó con lựa một cái thế nào đó dùng con dao găm gắm chặt đuôi nó vào thân cái này, rồi sau đó rồi con sẽ lựa một thế khác cầm con dao chặt mình nó ở gốc cây kia, được không cha? Lúc đó nó đâu có quăng mình được, thì mình sẽ lựa thế chặt đầu nó. Cái cách này hay nhưng rất nguy hiểm, vì nó đánh hơi rất là giỏi, đâu có dễ cho chúng ta đến gần con. Thì một mình con đi thôi, tại vì con nhanh nhẹn mà, con có thể ẩn náu mà nó không tài nào tìm ra con được. Nhưng mà nguy hiểm lắm. Con làm được mà cha. Chứ bây giờ càng chần chừ mọi người càng kiệt sức, con quái vật chỉ đợi đến lúc đó rồi bay vô ăn thịt mọi người thôi. Con thà chết cũng được, miễn sao con tiêu diệt được con quái vật này. Thôi được rồi, cha đồng ý cho con đi giết nó. Cảm ơn cha. Nhưng mà phải để cha và mọi người núp ở gần đó để hỗ trợ cho con. Dạ. Phải Mai đâu không con? Dạ, con này Táo già. Ủa Mai, Mai à, con ở đâu vậy? Con ở đây nè. Mà sao con lại như vậy? Con đã chặt đầu, giết được quái thú rồi. Nhưng lúc con đâm nó, nó rớt xuống vực, làm con rớt theo. Con chết rồi Táo già ơi. Con chết rồi sao? Tội nghiệp con quá. Táo già, con chết rồi thì mẹ với chị hai sao sống nổi? Hay là ông tìm cách cứu con đi. Táo già, ta đang suy nghĩ nè. Con có biết là ta buồn lắm không? Ta chỉ còn mình con à, thân già trơ trọi trong cái bếp này mà ta chỉ có mình con là bạn thôi. Bây giờ đây ta phải thui thủi một mình nơi xó bếp này. Đêm nay là 23 Tết. Ông phải về trời. À, Táo già. Gì? Hay là ông Tâu với Ngọc Hoàng cho con sống lại đi. Đúng rồi, con đi giết quái thú, diệt ác, giúp cho dân làng được bình yên. Ta sẽ xin với Ngọc Hoàng cho con được sống lại. Dạ. Vậy ta phải đi ngay mới được. Dạ. Nhưng mà ta phải đi mấy ngày lận. Con sao? Con sẽ ở đây chờ Táo về. Con ráng chờ ta nha. Dạ. Mà không được à? Sao vậy Táo già? Ta phải nhờ tới chị con. Ta phải nhờ chị con coi chừng cái hồn của con mới được. Nhưng mà nếu chị hai biết con chết, chị buồn lắm. Nhưng mà con phải cần có người giúp đỡ mới được. Vì ta đi chậu Ngọc Hoàng tới mấy ngày mới về tới. Cho nên giờ thôi nghe, con cứ yên tâm đi, cứ để ta lo liệu. Ta đi nghe. Dạ. Trời ơi thằng quỷ. Ây da. Mấy ngày nay mày làm gì? Mày ngồi một đống vậy hả 11? Sao tự nhiên cha đánh con? Tao phải đánh chứ, tao đánh cho mày tỉnh. Mày biết không, từ lúc mày đi giết quái thú về tới giờ đó, mày như người mất hồn vậy đó. Con có làm sao đâu.
vì má chết rồi nên con buồn. Cha và mọi người cũng đau lòng mà, ai cũng tiếc thương đứa con gái nhỏ nhắn, hay giúp đỡ cho mọi người. Nhưng mà con cũng phải dằn lòng lại, mình là đàn ông con trai mà. Nhưng mà chính vì Mai chết cho nên chú Bình buồn không dám về nhà. Chú Mười ơi, chú Mười. Con qua đây kiếm chú hả? Dạ, con vô nhà tìm chú với anh 11 nhưng không thấy nên con chạy ra đây. Anh ơi, anh biết cha em ở đâu không anh? Chú Bình không dám về nhà bởi vì Mai chết rồi. Nhưng mà trước đó là thím đã có cản, nhưng mà chú Bình không nghe. Bây giờ chú buồn lắm, không dám về gặp thím. Nhưng mà em Mai em ấy không có chết chú ơi. Hả? Em Mai của con không có chết chú ơi. Cái gì? Dạ, nó không có chết chú. Em về rồi chú. Hả? Em về rồi. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi. Có chuyện gì mà kêu sùm vậy con? Mẹ ơi, nhanh lên mẹ, nhanh lên. Đi theo đi con. Đi đâu? Mẹ không có muốn đi đâu hết á. Mẹ chỉ muốn đi theo cha và em con thôi. Mẹ ơi, cha và em con kìa mẹ. Mẹ nhìn đi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ, con về rồi mẹ. Con. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Em Mai đó mẹ. Em Mai bằng xương bằng thịt đó mẹ. Con. Bây giờ cái gì? Không có gì. Thằng này. Ê! Cái gì nữa? Có thằng đau bụng á. Hồi nãy tao thấy con chim á, nó nhả nước miếng vào đó rồi á. Thấy con? Thiệt. Ăn vô đau bụng hả? Thứ sao? Chị mày ăn thử cho tao một miếng thôi. Đúng một miếng thôi nha. Coi mày có đau bụng không? Nếu mà mày không đau bụng thì mày trả lại cho tao. Sao? Thôi một miếng nữa. Nè. Tao nói. Thế thì sao? Ây da. Đau quá. Đau bụng hả? Đau quá. Thôi mày ăn hết luôn đi. Nè. Mày nói nữa nha. Đau quá. Mày ăn đi. Đi, mày ăn đau bụng mày đưa tao à. Mày ăn đi. Đau bụng. Chắc tao phải đi ngoài rồi. Nhưng mà rất thông minh, mà lại mồ côi nữa chứ. Rước thằng này về nhà ắt sau này sẽ được nhờ. Gì đâu. Đúng là không uổng công ta đem và ngươi về nuôi dưỡng cho nó nên dốc nên hình. Ngươi hiểu ý ta còn hơn là con vợ lùng của ta nữa. Wow. Dịch cổ lùng đó mà nó hiểu được ý ta như ngươi thì đỡ biết mấy. Ủa, bà chủ quán. Chủ quán đâu rồi? Sao không đem con gà ra đây cho tôi? Dạ. Trời ơi, có con gà không luộc cũng lâu nữa. Dạ, có liền. Trời ơi, ông ăn mày, đi chỗ khác đi. Ngồi trên hành trước cửa quán ta, sao ta bán mua được.
đi đi. Dạ. Dạ. Em xin lỗi nha. Tại vì á bữa nay quán đông quá à. Biết sao bữa nay có ông á, xong tự nhiên quán đông quá trời, có mình là phục vụ không có được. Bà hiểu gì là được rồi. Con gà ngon nhất của quán đó. Có mà bà rất hiểu ý tôi nha. Con gà tôi chỉ ăn cái khúc đuôi nè chứ không ăn khúc đầu. Đó hiểu quá. Thôi mời ngài dùng nha. À, cứ để tôi tự nhiên. Dạ dạ. Quá thơm. Đúng ngon. Không có con gà nào ngon bằng con gà này. À, sao ăn tới đây rồi no quá. À. Ê, 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 ê. Ông già ăn mày đứng lại. Hả? Sao bỏ đi vậy? Đứng lên bỏ đi vậy hả? Sao không trả tiền cho người ta? Lão đâu có ăn cái gì đâu mà phải trả tiền. À trời ơi, làm bộ hoài à. Ông bước vô đây ông ngồi từ nãy đến giờ một buổi luôn. Ông ngồi, ông hít hết đồ ăn trong quán của người ta. Hít hơi con gà này, hít cái bao nhiêu mùi thơm trong quán ông hít hết của người ta. Vậy mà nói ông ăn hả? Hả? Ông hít hết mùi vậy, cách của tôi còn mùi đâu mà hửi hả? Sao lại có cái lý lẽ này ở trên đời được ha? Ngộ quá à, sao ông có? Có tiền là có lý lẽ à. Bây giờ làm sao? Ông không trả tiền phải không? Không trả tiền á là tôi kêu người tới gông cổ ông bắt lên quan rồi nha. Cô chủ quán ơi, đừng có bắt lão cô ơi. Lão chỉ là một ông lão ăn mày nghèo khổ, cơm không có ăn, lấy tiền đâu mà trả cho bà chủ quán. Cái chuyện đó là chuyện của ông. Ông vô đây ông hít hết mùi đồ ăn của ông ta, ông phải trả tiền chứ. Bây giờ có trả hay không? 1, 2, 3, tôi kéo đầu lên quan rồi nha. Bà ơi, bà tha cho tôi đi bà ơi. Nè ông lão kia, ông ăn hết đồ ăn ở chủ quán này, ông phải trả tiền. Đúng. Không trả là không được đâu. Đúng rồi đó, trời ơi. Ai vậy? Người của ta đó. Trời ơi, người của ông á, biết điều ghê gì đó. Bây giờ ông đứng lên đi, tôi sẽ giúp ông. Ông phải nghe lời tôi nha. Rồi sao, có tiền không? Nè lão kia, bây giờ mà ngươi nói ngươi không có tiền là không được. Ngươi khai hết đi, ngươi đã có bao nhiêu tiền trong người? Lão chỉ có 2 đồng lẻ này thôi hả? Trời đất ơi, trời đất ơi, nghĩ sao? Trời đất ơi, có hai đồng mà sao trả được tiền của người ta? Mấy người tới đây làm chứng cho tôi nè. Này, mấy người. Chuyện gì? Mấy người có thấy là ông này ông ngồi cả buổi không? Hả? Ông ngồi, ông ăn hết mấy con gà luôn. Không, ông hít hết mấy con gà luôn đúng không? Hít hơi gà này cộng với lại đồ ăn sơn hào hải vị trong quán tôi, ông hít bên này, ông hít bên kia, hết mùi đồ ăn ngon, khách của tôi đâu còn mùi để ngửi, cộng với 7 cân rượu, cộng với nhiều thứ đồ ăn khác nữa, tôi tính rẻ là 20 đồng. Lão chỉ có 2 đồng mà làm sao mà trả được đây? Trời ơi, nghĩ sao có 2 đồng vậy? 2 đồng làm sao trả? Bây giờ tôi đưa ông lên quan ráng chịu rồi nha. Rẻ quá đúng không? Có 20 đồng, rẻ quá đúng không? Rẻ quá mà. Nếu tính như lời bà chủ đây, thì ông ta đang quá nhiều, mà trả có 20 đồng thì quá rẻ đúng không? Đúng rồi đó, người của ông được quá. Và tất cả mọi người đây cũng đã nhìn thấy, lão ta chỉ ngửi thôi, chứ chưa có đưa vào miệng. Có phải như vậy không? Ngửi hết mùi đồ ăn đúng không? Đó, ngửi hết. Vậy bây giờ, xin mời bà chủ bước lại gần ông lão để ông ta trả tiền. Trời ơi, hay quá, cảm ơn nha. Người của ông được quá rồi, trả tiền đi. Ông lão nè, bây giờ ông hãy lắc cái này lên 10 lần cho bà ta nghe rõ. Ông làm đi. Bà chủ, có phải là bà đã nghe rõ tiếng lắc 10 lần của 2 đồng xu không? Nghe quá trời mà không thấy tiền đâu. Tiền đâu? Ông ta trả rồi, không thiếu 1 xu. Đâu thấy gì đâu hả? Lúc nãy bà chủ nói ông ta đã ngửi hết đồ ăn của bà chủ với giá 20 đồng. Đúng rồi. Bây giờ ông ta lắc 10 lần của 2 đồng
như vậy là trả hết, đúng không mọi người? Đúng rồi. Người ta chỉ được ngửi mà đâu có được ăn. Còn bà bây giờ được nghe đắt tiền thì đâu được nhận tiền. Nói vậy có gì đâu mà đúng hả? Người của ông đó vậy hay quá ha. Mấy người này a vua quá đi à. Lão, đa tạ cậu đã cứu giúp cho lão. Nếu không có cậu, chắc lão già này chỉ có con đường chết mà thôi. Không có gì đâu mà lão phải cảm ơn như vậy. Tại vì con thấy chị bất bình nên ra tay thôi. Đa tạ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Sau khi bị giết công làm bẻ mặt của quán ăn, bá hộ hậm hực trong lòng, tìm kế vu oan cho anh là kẻ ăn cắp, rồi đuổi đi khỏi nhà mà không trả một đồng nào. Tiếng xấu đồn xa, cả dân làng ai gặp giết công cũng xì xầm to nhỏ, nhìn anh với ánh mắt kinh khi dè biểu. Không ai hơi làm, giết công quyết định rời xa ngôi làng để tìm đến một nơi khác mà kiếm sống. Cô em, đi đâu vậy? Trời, có biết một mình trong rừng này nguy hiểm lắm không? Đi đâu nói anh, hai anh hộ tống cho. Tôi đi chợ, mấy anh tránh đường. Chợ gì? Đâu? Mấy anh làm cái gì vậy? Nè, cô em có biết là cô em đẹp như vậy mà đi trong rừng gì nguy hiểm lắm đó. Để em đưa cô em đi nè, đi. Để anh nha. Buông ra. Buông ra. Cái gì? Cô la. Buông ra. Không có ai đâu mà la. Buông ra đi. Buông ra đi. Buông ra đi. Các người là thanh niên trai tráng, tại sao dám ăn hiếp cô gái yếu đuối với ban ngày ban mặt như vậy? Ê, mày là ai vậy thằng hủi thế gớm? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Chán sống hả mày? Đúng, ta chán sống rồi đây. Từ nhỏ tới lớn, ai gặp ta cũng phải xa lánh ta, nên ta buồn, ta chán. Bởi vì ta mắc bệnh từ nhỏ rồi. Trời, mày bệnh hả? Làm như ta không bệnh vậy? Từ nhỏ lớn ta bệnh cảm ho, nhức đầu sổ mũi, bệnh suốt. Mày bệnh gì? Ghẻ lỡ. Bình thường. Bình thường. Ta nói cho các người biết, mỗi năm tao phải thay da một lần. Chỉ cần người ta đến gần tao thôi, không cần phải đụng vô người tao cũng đã bị lây bệnh. Tụi bay ngon đến gần tao đi. Bệnh một mình bần buộc lắm. Bệnh chung cho nó vui. Quỳnh ơi, ghê quá. Đến gần tao đi. Nè, mày đừng có lấy cái gớm ghiếc đó nghe, mày hù tao nghe. Tao có sợ mày đâu đó. Không sợ hả mày? Quỳnh ơi, để còn muốn sống lắm. Để đi trước nha. Nhát quá. Mày ngon. Nè, mày ngon. Không có hù nha. Nè, sao? Tao nói cho mày biết, tao không có sợ mày đâu đó. Mày coi chừng tao đó. Tao sẽ coi chừng mày. Tôi cảm ơn anh đã giúp tôi. Công ơn của anh không biết bao giờ tôi đền đáp á. Có gì đâu, cô đừng quá bận tâm. Mà cô là con gái một thân một mình như vậy, ra đường một mình nguy hiểm lắm biết không? Anh thiệt là tốt bụng, nhưng mà không may lại bị bệnh như vậy. Anh có tìm cách để mà chữa trị bệnh của anh chưa? Bộ cô tưởng tôi mắc bệnh thiệt hả? Không phải đâu, tôi làm như vậy để đánh lừa bọn chúng thôi. Tôi làm vậy đó vì để không tốn công chiến đấu với bọn chúng, và để giúp cô thoát khỏi nguy hiểm nữa. Như vậy mà anh cũng nghĩ ra được nữa hả? Anh thì là thông minh á. Hình như cô không phải là người xứ này. Cô có thể cho tôi biết cao danh quý tánh của cô được không? Dạ, tôi là người làng bên, cha tôi là thầy đồ. Nhà tôi á thì ghép với là làng này, mà tôi cũng không ra ngoài đường đâu, cho nên là anh cũng biết mặt. Hôm nay vì cha tôi cần thuốc cho nên là tôi mới qua đây đó. Hèn chi tôi thấy cách cư xử của cô nhã nhặn thanh tao lắm. Thì ra cô là con của thầy đồ à. Anh quá khen tôi rồi. Tôi cũng là con gái bình thường thôi, ngày ngày nấu ăn may vá đọc sách và chăm sóc cho cha tôi. Ủa, anh là người ở làng này sao? Thật ra tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, và gặp chuyện không may cho nên tôi phải sống cảnh không nhà không cửa như vậy. Tôi cũng định qua làng bên kiếm việc làm để mưu sinh qua ngày. Nếu như mà anh đã có ý định như vậy á, thì
Tạm thời anh cứ qua nhà tôi đi. Tôi sẽ nói lại với cha tôi để mà đền đáp công ơn anh đã cứu tôi. Tôi nghĩ là cha tôi sẽ đồng ý. Cảm ơn đồng tốt của cô. Đê đầu tư cố hương. Hiên sao xuân đến, hoa mai nở. Gian đường thu lại lá vàng rơi. Câu đối hay lắm. Dạ thưa thầy, thầy quá khen con rồi. Con chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Ta thấy con là người ham học, lại thông minh bẩm sinh. Ta muốn nhận con làm học trò. Thầy nói thiệt không thầy? Thầy ơi, thầy không gạt con chứ? Con cảm ơn thầy. Con đội ơn thầy. Con cảm ơn thầy. Sàng tiền Minh Nguyệt Quang, nghi thị địa thượng sương. Thiết công tư chất thông minh, lại được thầy đồ tận tình chỉ bảo, chẳng bao lâu đã có kiến thức sâu rộng. Thầy đồ quý mến thiết công nên đã gả Ngọc Dung cho anh. Thiết công hết sức vui mừng. Gia đình ba người sống độc ấm. Chưa được bao lâu thì thầy đồ trở nên bệnh nặng và qua đời. Chàng những lớp học, nối nghiệp thầy đồ bỏ đầu con trẻ. Tiếng lành đồn xa, chẳng bao lâu thiết công đã nức tiếng cả một vùng. Tin tới tay bá hộ, hắn quyết định lặn lội tìm tới tận nơi để tận một sở thị. Bây giờ các trò bỏ viết xuống và đọc theo thầy. Nhân chi sơ. Tính bổn thiện. Tính bổn thiện. Tính tương cận. Tính tương cận. Tập tương viễn. Tập tương viễn. Các trò giỏi lắm. Bài học hôm nay của chúng ta hết rồi. Bây giờ các trò về nhà cố gắng làm bài tập và viết chữ đẹp cho thầy nhé. Dạ. Bây giờ các trò có thể về. Không thể, không thể như thế được. Hôm nay chàng mệt không? Chàng uống miếng trà đi. Cơm canh thép đã nấu xong rồi. Khi nào chàng đói, thích dọn lên cho chàng dùng. Để ta vào trong ta phụ cùng với nàng nha. Cốc ghẻ mà ăn thịt thiên nga. Còn mình Phượng Hoàng mà ăn nhầm thịt của con vịt bầu xấu xí tham lam à. Tao không để cho chúng mày hạnh phúc đâu. Tao sẽ tìm cách hại chúng mày. Hãy đợi đấy. Tao nói nó có ở nhà chứ nó không đi đâu hết á. Thiết công! Thì ra nó ở nhà đây chứ đâu. Thiết công! Ta muốn nói chuyện với ngươi. Các trò, hôm nay thầy cho các trò về sớm đó. Về đi. Mà đứng chân dân ở đây nó chỉ chào thầy nữa thôi à. Vậy mà cũng là học trò đó. Đây, giới thiệu cho ngươi biết, đây là quân sư của ta. Ngươi muốn nói gì nói chuyện với nó. Ta không nói chuyện tay đôi với ngươi nữa. Nói đi, rồi có gì nó nói gợi cho ta biết. Sao quân sư mà gọi là nó? Tao quên. Ta xin thay mặt cho ông bá hộ
đến đây muốn gặp cậu, muốn cậu nhận một lời thách đố của ông Ba Hồ. Đúng. Thách đố à? Xin lỗi, hôm nay tôi không có hứng. Làm sao nó dám? Cậu là người thông minh, ở đây ông Bá Hộ là người giàu có và có thế lực. Nếu như cậu không nhận lời thách đố của ông ta thì hậu quả như thế nào thì chắc cậu cũng hiểu rồi đó. Nó hiểu chứ. Ta nói cho cậu biết, ông ta đã lén cho người lấy cắp chiếc khăn tay của vợ cậu nhằm dựng chuyện gian díu, hãm hại thanh danh của cậu. Nếu như cậu không nhận lời thì hậu quả thật là khó lường đó nghe. Còn nếu như cậu được thì cậu sẽ có được danh dự của mình và có được cả gia tài của ông ta nữa. Cậu cứ yên tâm, ở đây mọi chuyện có ta làm chứng. Ta nhắm nó có chịu không mà ngươi làm chứng? Chắc chắn là phải chịu. Ta sẽ làm một bản khế ước, cả hai cùng điểm chỉ trong đó. Được. Lời thách đố là như thế nào? Nói cho nó biết. Cầu đố như thế này: vào những năm giặc xâm lược nước ta, dân tình khốn khổ, rút vào tận rừng sâu mà sinh sống, thiếu gạo, nhà vua mới cho người sang nước láng giềng mua một loại hạt đậu. Mà loại hạt đậu này to đến mức mà khi nấu lên một hạt thì 100 người ăn vẫn không hết. Câu hỏi này cơ bụng hơi khó. Hãy cho ta thời gian, ngày mai ta sẽ trả lời. Ngày mai à? Như vậy thì ngươi đã đồng ý thách đố. Vậy thì ta sẽ làm một bản khế ước cho cả hai cùng điểm chỉ nghe. Ta lớn, ta điểm chỉ trước cho. Dạ mời ông. Mời ngươi. Cậu thông minh lắm. Ta đi thôi. Quá thông minh á. Dạ mời ông. Mời cậu. Chàng uống miếng trà đi. Cảm ơn nè. Quan vô đây đi, con nói quan mà nó ở trong này chứ không đâu hết đó. Vợ chồng nó ở trong này nè. Tụi bay lẹ lên. Quan qua coi chừng cái cầu này nó sập nha quan. Đi cẩn thận đó quan ơi. Vô đây, lính vô theo tao. Khỏi thoát được tụi con. Nó ở đây rồi. Tụi bay vô bắt nó, đem về quỷ đường công đầu nó. Lẹ lên. Tụi bay nghe lời tao, bắt vợ chồng thằng này về quỷ đường công đầu đó. Sao? Ở đây ngươi là quan hay ta là quan? Dạ, bẩm quan là quan, còn con là con. Lấy ghế của quan. Dạ, lấy ghế. Dạ, đi quan, ghế là quan. Tránh ra. Dạ. Đúng theo lời hẹn, lý ra bữa nay hai vợ chồng nhà ngươi phải lên phủ quan để trả lời câu hỏi cuối cùng giải đáp của Bá Hộ. Dạ. Nhưng tại sao, vì lẽ gì mà hai nhà ngươi không đến? Dạ bẩm quan, không phải là hai vợ chồng con thất hẹn, mà chẳng qua là sáng nay hai vợ chồng con phải qua bên làng bên làm một việc rất quan trọng mà. Nó nói dốc quá quan, coi chừng nó gạt quan á. Bay đâu, không đâu, hai chồng nó cho tao. Ở đây ta là quan hay ngươi là quan? Dạ quan là quan mà. Dạ bẩm quan, chuyện là như vậy. Sáng nay bên làng bên có một cái chảo rất lớn, nó lớn bằng ngôi nhà. Chính vì vậy vợ chồng Hạ Thần qua bên đó cùng phụ với dân làng khiêng nó về. Cái gì? Cái chảo mà to bằng ngôi nhà? Dốc. Dạ có thưa quan, nếu không có cái chảo to bằng ngôi nhà thì làm sao mà nấu được hạt đậu bự mà cả trăm người ăn như lời Bá Hộ đã nói. Có đúng như vậy không? Dạ, dạ Bá Hộ. Dạ, 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 dạ thưa, dạ, 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 dạ thưa, dạ, dạ, dạ. Vậy là mọi chuyện đã rõ. Như đã giao ước,
Vợ chồng Thiết Công đã trả lời được câu đố mà Bá Hộ đã đưa ra. Lý ra nhà ngươi phải giao hết tất cả tài sản cho vợ chồng Thiết Công. Dạ. Đồng thời nhà ngươi phải xin lỗi và trả lại danh dự cho vợ chồng người ta. Cảm ơn quan huyện đã minh quan xét xử công bằng cho vợ chồng con. Nay mọi việc đã sáng tỏ, vợ chồng con không dám nhận tài sản của Bá Hộ đâu. Chỉ mong quan huyện thực hiện lời yêu cầu của con thôi. Là mong sao Bá Hộ sống đàng hoàng tử tế, không làm hại tới người dân vô tội nữa. Nếu Thiết Công đã có ý nguyện như vậy thì ta sẽ chấp thuận cho nhà ngươi. Từ nay nhà ngươi có thể an tâm tiếp tục sự nghiệp gõ đầu con trẻ và sống hạnh phúc bên người vợ của mình. Đa tạ quan quyền. Riêng phần Bá Hộ. Dạ có Bá Hộ. Người sống hay gieo bão, lại có thói ganh ghét những người hiền. Nay ta phạt đánh 30 heo. Dạ quán. Để làm gương cho người đời và kẻ khác. Dạ tha cho con quan ơi, tội nghiệp con mà quan. Trời ơi, quan ơi, quan lấy giùm tôi cái gậy coi. Quan ơi, quan ơi, tha cho con quan ơi là quan. Quan ơi, quan ơi, quan ơi. Kể từ hôm đó, Bá Hộ đi đến đâu cũng bị người chê kẻ cười. Ngay cả trẻ con trong làng cũng khinh thường Bá Hộ. Bá Hộ xấu hổ và không dám nhìn mặt ai nữa. Về phần Thiết Công, ở hiên thì gặp lành. Khoa thi lại đến, Thiết Công đã đổ đạt bảng vàng, vinh quy bái tổ, cùng Ngọc Dung sống cuộc đời sung túc và hạnh phúc. Bán lận là chuyện thường thôi, nhưng mà không phải ai cũng vậy đâu. Chú nghĩ đi nè, sao không tức được chứ hả? Mỗi ngày tôi đều mua ra tới này nè, thành mối quen mới ruột rồi. Vậy mà hắn còn buôn gian bán lận tôi hết lần này tới lần khác. Tôi nói vậy mọi người có hiểu không? Hiểu chưa? Mọi người có hiểu tôi đang nói gì không? Nhưng mà con ơi, mình biết là buôn gian bán lận vậy á thì mình đừng có mua nó nữa. Nhưng mà chú nói cho con biết, mấy người mà buôn bán gian lận ấy sau này nó không có giàu đâu. Chị ơi, chị đừng có qua đũa cá nắm chị ơi. Ở đây tụi tôi buôn bán đàng hoàng chắc phát lắm, chứ không phải giống như thằng bán rau đâu. Buôn bán lộn xộn như thế không, giờ nó trốn luôn rồi đó. Bực bội quá à, mấy mốt mà tôi không thèm ghé chợ này nữa đâu. Tôi đi chợ huyện tôi mua. Ở đây ai cần thiếu có người chứ không phải ai cũng bán thiếu đâu cô ơi. Đúng rồi, đâu phải ai cũng bán thiếu đâu mà nói vậy. Thì sao hồi nãy có người ta đây không nói. Phải ngon nè. Đúng rồi. Cải hả? Nhẹ quá vậy. Chú Bảy, công nhận nghe. Chú Bảy gì già rồi, mặt khỏe ghê. Con gà 3kg mà chú Bảy cứ là nhẹ. Vậy? Gà này 3kg hả?
Dạ. Mày giỡn rồi mày. Gà về mà 3 kg, nhảy hiệu mà 3 kg. Con bán gà cho chú Bảy bao lâu rồi? Chú Bảy không tin vậy. 3 kg. Mày không tin thấy không? Mày không tin để tao cân cho mày, cho mày thấy nha. Dạ đúng rồi chú Bảy, cân đi. 3 kg, rõ ràng là con cân 3 kg. Để tao cân, mày nói nhiều quá. Rồi mày móc dạ. Cho người ta đi. Nghe kỹ nha. Bèn đỏ 1 kg 2 kg. Kỳ vậy chú Bảy. Kỳ cái gì? Con cân là 3 kg. Giờ mày không tin thấy không? Chú Bảy cân lại một lần nữa đi chú Bảy. Mày không tin mày cân đi. Chú nghĩ nha. Mày phải cầm về nè, thọt tay vô đây. Nè, đó 1 kg 2 kg thấy không? Phải 1 kg 2 kg không? Kỳ vậy trời. Rõ ràng là con cân ở nhà là 3 kg. Ở nhà mày cân bằng cái gì? Thì con cân bằng tay. Bằng tay thì làm sao mà chính xác bằng cái cân, trời ơi. Chú Bảy, con nói cho Bảy nghe. Con bán gà lâu rồi. Con nuôi nó, con biết. Con cân bằng tay, con bỏ lên là con biết nó bao nhiêu ký á. Nhưng mà giờ cái cân nó nói 1 kg 2 kg thì tao biết là 1 kg 2 kg. Còn mình nếu mày không có tin á thì thôi mày đem về đi. Kiếm chỗ nào 3 kg đó bán cho ta. Chú Bảy kỳ quá. Con cân 3 kg. Chú Bảy 1 kg 2 kg. Con không có bán. Vậy cái ý mày muốn nói tao ăn gian phải không? Con không có nói. Mà con không có bán. Đi chỗ khác đi. Thằng bực mình. Anh mua gà không? Chắc thịt lắm á. Tao mua tao cúng ông nội tao hả? Không ấy ông lấy gà về ông làm thịt đi. Rồi ông mua nhang của tôi nè. Rồi tự ông cúng ông luôn đi. Mua nhang tới tôi hả? Không. Mày mới là không. Chú Bảy. Đi chỗ khác kiếm chỗ nào 3 kg bán người ta. Để đây tôi buôn bán ơi. Còn bán một ký hai. Mày bán cho rồi nãy giờ mất công quá. Tôi đây. Mày sao mày. Mày đó tao mới mua chứ. Chứ người khác là tao cho đi luôn rồi đó. Chú Bảy, hồi bán gà ế nhớ mua nhang về cúng. Đập mày bây giờ. Chú nhiều biết là mua nhang về đúng không Long? Ủa, trở lại chợ đầy nữa hả? Hết giận rồi hả? Cũng tính lên chạy huyện mà mua cọng rau con gà lên chợ huyện xa mỏi chân quá, chú hiểu không? Hiểu cái này hiểu nè. Mua gà hả? Mua gà. Nuôi lúa. Thôi được rồi. Chú hiểu không? Giờ bán sao? Để cân đàng hoàng. Cân đi. Ơi, buôn bán phải đầu ra đó. Ba ký hai giác thấy không? 3 kg 2 kg. Cái này tấm đen là 3 kg rưỡi không ta? Đó, thôi được rồi, 3 kg 2 kg. Được rồi. 3 kg 2 kg hả? Nhiều tiền. Thay vì 7 hào rưỡi. Nhưng mà Cẩn thận. Bán để làm quen đấy, 7 hào thôi. 7 hào hả? Nè 7 hào nè. Tôi trả chú nó, chú hiểu không? Rồi. Có tiền là hiểu liền. Rồi, chú nói nhiều quá à. Tôi đi về tôi nấu cơm cho chồng tôi ăn, tôi hiểu không?
cười hoài vậy? Bà biết không, sớm mời tôi mua con gà thôi. Một tôi lời hai đầu bà. Này gì, bà biết hay cần thiên ngân chứ gì? Cái cán cân nó trống phải không? Tôi đổ thiên ngân vô đó. Tôi muốn đầu nào nặng là nặng, đầu nào nhẹ là nhẹ. Như thế tôi mới lời được hai đầu. Bà ơi bà. Cái điệu này nè, không ai chốc chứ vợ chồng mình phát tài. Trời, tôi không ngờ là chồng tôi giỏi thiệt là giỏi. Giỏi thiệt là giỏi. Nhưng mà tôi nói nha, mai mốt á là mình á là buôn bán kiểu đó ha, mình để cho bà con người ta tin á là mình phải thề độc người ta mới tin. Ừ, ông thề nè, nè tôi nói cho mọi người biết nghe chưa, vợ chồng tôi hả mà buôn gian bán lận đó thì nửa sau này cái vợ chồng tôi hả là coi là tuyệt tôn tuyệt tử luôn. Thì nói vậy người ta mới tin mình mới buôn bán được chứ, cái làm gì có chuyện đó. Ừ, hiểu không? Hiểu. Cứ dạy cho tôi đi. Bởi vì tôi lấy ông á, lúc trước tôi hối hận lắm. Nhưng mà bây giờ tôi hết hối hận rồi. Bà ơi bà. Ơi. Chính bây giờ tôi thấy bà đếm tiền tôi mới hối hận. Hối hận lấy tôi hả? Tại sao mình lại ở nhà này? Chứ lẽ ra ngoài đường mà ở à? Theo cái điệu này, cái đà này đó, vợ chồng mình sau này sẽ có cái nhà. Ý ông nói là vợ chồng mình xây nhà ngói ba gian chứ gì? Ơi, mạng sống của tôi, hơi thở của tôi, tương lai của đời tôi, ơi, hạnh phúc của tôi. Các con. Dạ. Học xong chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Ừ. Con. Dạ. Sao viết chữ xấu quá vậy? Rèn chữ lại đi kìa. Nè, đói bụng chưa? Dạ chưa. Ờ chưa là phải rồi, bởi vì chưa tới giờ ăn cơm mà, đúng không? Dạ. Học giỏi, học ngoan nghe chưa? Dạ. Rồi các con muốn cái gì á, mẹ thưởng cho các con cái đó, hiểu không? Dạ. Ừ. Thôi bây giờ học đi. Nè, cha mẹ nói chuyện gì á thì nói, không có tò mò nghe, ha? Dạ. Ừ. Ông à. Ừ. Ai cha. Hey, ai biểu ông mua cái rương vậy? Bắt chước tôi phải không? Nặng. Tôi đâu có biết bà mua cái rương này hồi nào đâu mà tôi bắt chước. Nhưng mà lớn hơn cái rương tôi nhiều quá vậy. Gấp 3 lần đó. Ông. Hả? Buồn quá. Sao bà buồn? Tiền. Tiền là bà buồn. Tiền nhiều quá buồn. Tôi nói thiệt á chứ không phải tôi nói giỡn đâu. Nhà mình hả bây giờ hả? Tiền quá rồi, không có chỗ để. Trời ơi, đi nát cả cái chợ luôn vậy đó. Mà tìm được có cái rương này là lớn nhất thôi à. Mà không đủ để đựng tiền. Thành ra nó buồn là vậy đó. Vậy là buồn hả? Bà ơi. Bà ông ơi, tôi thấy vậy nè. Thấy bây giờ tiền bạc mình á, ăn mòn đời nó cũng còn. Thôi bây giờ mình nghỉ đi, đừng có buôn bán nữa. Mệt quá à. Thôi, tiền đang vô bà nghỉ. Bà nên tham mệt. Trời ơi. Vậy mà hồi đó đó, bà kêu tôi làm cái cân á, càng lời nhiều là càng tốt. Nè. Vậy thì tôi để tôi. Ba cái chuyện gian lận nó nhỏ nhỏ thôi, còn nó nghe. Bà nhớ không? Nhớ sao không nhớ? Người ta thắc mắc, ta nói cái cân là không đúng. Bà thề. Trời ơi, bà thề đó. Nhiều khi tôi sợ đó. Đi đó nghèo khổ mới thề bậy. Bây giờ ông tính đi, nhà mình á là giàu nhất cả cái làng cái xã này rồi. Bây giờ tiền bạc quá rồi, mình già rồi, mình nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già đi. Với lại ông thấy đó, mình có hai thằng con trai, đứa nào cũng thông minh khôi ngô kháo khỉnh. Muốn cái gì nữa, tôi thấy như vậy là đủ lắm rồi, đúng không? Bạn nó cũng có lý. Ừ. Ờ, đọc đi, để viết. Cảm ơn nha. Dạ, không có chi hết đó chị. Chị biết làm sao không? Chồng em ảnh làm ở Kinh Thành đó, cho nên em nói một tiếng thôi, ảnh gửi người mua về cho em liền. Em làm như vậy thiệt tôi ngại quá à. Chị thiệt, có gì đâu mà ngại. Trời ơi, cái tình nghĩa hàng xóm láng
giềng với nhau, mình yêu thương nhau, mình chăm sóc nhau, có gì đâu mà chị ngại. Bị tôi thấy đào nó quý quá đó mà làm cho tôi nhớ lại chuyện là... hồi xưa phải không? Chị tính nhắc chuyện hồi xưa phải không? Thôi chị ơi, cái hồi xưa đó nó xưa lắm rồi. Nó đã ngủ rồi, chị để nó ngủ luôn đi chị ha. Chị đừng có quánh thức nó dậy làm gì, trời ơi nó thức dậy nó quậy. Với cả em nói thiệt với chị, bây giờ em coi chị thiệt còn hơn chị ruột của em. Tại chị biết sao không, gia đình chị ăn ở phước đức quá mà. Trời ơi, tao nói bây giờ cả làng, cả xóm mình ai cũng ngưỡng mộ gia đình chị hết trơn á. Mà em là ngưỡng mộ chị nhất nè. Tao nói bán rau thôi mà giàu dễ. mình làm cái công chuyện nó lương thiện đó. Chị bán rau là một cái công việc rất là lương thiện. Cái đức của chị nó tích dần, nó dày quá. Bởi vậy mới giàu lên cỡ này. Uống nước dạ. Nghỉ giọng chút xíu đi. Chị. Hồi xưa mình túng thiếu, qua xin bà ta một quả trứng, bà ta hách mà không cho. Bây giờ mày đã thấy mình xe bắt hoàng làm họ. Chị ơi, chị. Chị liếc ai vậy? Chị liếc cái gì mà chị liếc dữ vậy, muốn lọt con ngươi ra luôn á. Đâu có. Chừng cắt cái mắt. Dạ. Là chẳng qua là có một cục bụi. Một cục bụi nó bay vào trong mắt. Thành ra phải liếc qua, liếc lại, liếc qua, liếc lại để cho bụi nó văng ra khỏi đó mà. Chị khiêm tốn quá, chị nói sao chứ em thấy nhà chị sạch quá chừng mà. Vậy mà mới có bụi đó. Dạ. Ê, trời ơi, nhắc tới bụi em mới nhớ nha chị. Vụ gì? Chị biết bà Lượm ở cuối làng mình không? Lượm? Dạ. Lượm nào ta? Bà Lượm bán muối đó. Bà Lượm bán muối. Ủa dạ, dính líu gì cái chữ bụi. Trời ơi, bà đi bán muối rồi. Thì đúng rồi, thì bà là bán muối, bà phải đi bán muối chứ. Là đi bụi đó, đi bụi. Là sao? Bà đi bụi là bà đi lang thang ở trển. Lang thang ở trển? Là chết rồi đó hả? Ủa, cái chuyện này chuyện kiên kỵ, tự nhiên chị nói. Ôi, nhưng mà tôi mới gặp bà đây mà. Dạ đúng rồi, bà mới hôm qua đó bị sét đánh. Sét đánh xong đi bụi mất tiêu luôn. Ủa sao vậy? Chuyện mắc cười lắm chị. Chuyện buồn, em liệu nữa. Bà bán muối cho người ta, mà bà trộn cát vô để mà cân cho nặng hơn. Trời ơi, mà người ta đâu có ngu đâu chị. Người ta biết liền chứ. Bởi vậy người ta lại, người ta mắng vốn bà. Bà không có nhận lỗi. Bà cãi người ta. Đã vậy bà còn thề độc nữa. Bà thề bà nói tôi hả mà nói sai cho ông trời hả cho xét xuống xét đánh chết luôn đi. Đó, bà thề vậy đó. Tôi nói bà thề hôm trước hôm sau bà đi ra chợ. Trời ơi, đang đi giữa đường tự nhiên trời mưa. Bà sợ bà nhột liền, bà mới kiếm chỗ để mà bà trốn. Bà mới trốn xuống dưới cái gốc cây. Ai dè đâu sét đánh trúng cái gốc cây, sét lửa qua bà, nướng bà cháy đen thui y như là củ khoai lang cháy. Dễ sợ chưa? Ông lấy cân lên đi, lấy lên đi. Sao vậy? Đào sâu một xuống một chút nữa cho chắc ăn. Đào gì chứ, lấp được cái cân rồi. Ông hả? Có chắc chắn là chỗ này ổn không? Trời ơi, tôi đã dò la chỗ này là mấy ngày rồi, không có ai dám bén mảng tới đây hết. Mà thấy ban ngày muốn lạnh như sống rồi, thấy chưa? Ai dám tới? Ông nữa. Cái gì bà cứ nói đi chứ mà. Đêm qua tôi ngủ không có được. Sao vậy? Thế mà tôi chợp mắt á, là tôi nằm mơ thấy toàn ác mộng không à. Tôi thấy cái gì? Tôi thấy tùm lum tùm la hết á, thấy dễ sợ ghê lắm. Rồi đã vậy á, mấy ngày hôm nay á, mắt phải của tôi bị giật. Mà người ta nói á, mắt mà mắt xui á là nam tả nữ hữu, nữ là bên phải đó. Mà bị giật. Ê ông ơi dạ. Nó bị giật nè. Nè mấy nó giật không? Thôi bà ơi, tôi nam tả nữ hữu mà mắt giật thì xui giật chứ nữa. Dẹp đi. Nè, tôi dặn bà nghe chưa? Rồi đây sắp tới bà đừng có giao vui chứ nó bà tám tới bên nhà nghe chưa? Miệng lưỡi của bà không lường trước được đâu. Không có đâu, nhưng mà lần này bà tám mới nói thiệt mà. Tôi đã mò qua nhà bên bà Lượm rồi. Đúng á là bà bị sét đánh hả? Cháy đen như là củ khoai thép. Xì, cứ nói bà chuyện xui hết hồn không à? Bà, đừng có nói mấy cái chuyện đó nữa. Xong chưa ông?
có mà thấy ai, có ai biết được chỗ này mình, đó mình thuộc cái cảnh không? Đi. Bà có đem gạo lên cúng chùa chưa? Tôi đem lên chùa rồi, cúng dường cũng xong hết rồi. Tôi tính ngày mai đó đi bố thí cho người nghèo ở làng trên. Bà chuẩn bị đi, ngày mai tôi đi với bà. Ê Mi, vô này, vô chạy luôn. Vô Nghĩa à, vô ăn cơm luôn con ơi. Vô ăn cơm nè. Mẹ, cứu con. Trời ơi, sao mà rượt em vậy? Em đứng yên vô này à. Thôi. Đứng yên vô này á. Trời ơi, sao giờ cũng hoài vậy, không thấy mệt hay sao? Dạ không. Ăn cơm đi. Trời ơi, cậu mới đói rồi, con chơi tới mai cũng được nữa. Thôi mà, trời ơi, tôi không biết nó là người ta hay khỉ mà nó vẫn quay không biết mệt chứ biết. Nè, ăn cơm đi nè. Tay ơi. Trời ơi, trời tay ơi, cái bình ngộ của tôi. Thôi ông à, con lỡ làm bể rồi, bể bình này á mình mua bình khác. Dạ đúng rồi đó cha. Hừ quá. Dạ. Hai đứa đi qua xin lỗi cha đi. Dạ. Đi. Cha ơi, con xin lỗi cha. Mai mốt con dám làm như vậy nữa. Còn có bình nào nữa đâu mà quậy mà phá. Thôi, ăn cơm, đi. Ăn cơm. Đi. Nè, ăn đi. Cha ăn cơm rồi mẹ ăn thôi, cơm. Thôi, đừng có tiếc nữa mà. Mà cha ăn cơm rồi mẹ ăn cơm. Để một lát tôi dẹp cho, lại ăn cơm đi. Xạ. Từ trước giờ tôi trị cho nhiều bệnh nhân, chưa thấy bệnh nhân nào như cậu này. Thật lạ lùng quá. Thầy là thầy giỏi nhất ở làng này mà. Bệnh nào thầy chữa cũng hết mà. Không lẽ bệnh của tôi thầy? Bao nhiêu tiền? Thầy nói đi. Bao nhiêu tiền vợ chồng tôi cũng sẵn sàng bỏ tiền ra, miễn sao là cứu được thằng con trai của tôi thôi thầy. Thầy nói đi, bao nhiêu tiền hả thầy? Xin thưa với hai ông bà, từ trước giờ tôi vẫn lấy câu lương y như từ mẫu làm trọng, khắc cốt ghi tâm. Nhưng với trường hợp của cậu nhà, hiện tại chưa có phương thuốc nào được điều trị được, phải có một thời gian nhất định để theo dõi. Tôi sẽ cố gắng hết sức của mình. Con ơi, con có sao không? Thầy ơi, con tôi nó ho rồi thầy ơi. Con ơi, con ơi, đừng làm cho mẹ sợ con ơi. Con à, thầy ơi, con tôi sao vậy thầy? Thầy ơi, con ơi, thầy ơi, con tôi nó hôn ra máu rồi thầy ơi. Nhưng à, con tôi nó hôn ra máu rồi thầy ơi. Nhưng ơi, thầy ơi, con tôi sao rồi thầy? Con ơi, con của ông bà đã chết rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn. Giang ơi, Giang vừa thơm vừa ghẻ đây. Ngon lắm chị
Đâu rồi? Có ai nói cho tôi biết ông Bảy đâu không? Hỏi thì phải hỏi đúng người, người ta mới trả lời. Hỏi chống quê chống quốc gì, ai mà trả lời? Anh bán bán nhang bán gà đâu rồi anh? Mày không hay tin gì sao? Ông bà nghỉ bán lâu rồi. Đang làm ăn khấm khá sao nghỉ bán? Kỳ cục vậy. Hai đứa con ổng mới vừa chết, không biết cớ sự sao. Mày nghĩ đi, ông bà còn tâm trí hơi sức đâu nữa mà bán. Vậy gà của tôi bán cho ai? Bán cho ai cũng chuyện của mày. Mà sao kỳ vậy? Con chết thì nghỉ một hai ngày thôi, sao nghỉ luôn? Nghỉ vậy tôi chết theo sao? Mày chết hả? Chết thì mày sẵn mày mua nhang về tự mày thắp cho mày đi. Đi chỗ khác chơi đi. Sáng sớm gặp cái thằng gì không? Vô duyên đúng không? Đúng. Mày cũng vô duyên á. Đi chỗ khác cho tao bán đi. Tự nhiên lại đây khóc lóc à. Gà ơi, Tao chiến với mày sống sao đây? Sáng sớm gặp ông nội khùng, tự nhiên ôm hang gà anh ngồi nói chuyện rồi khóc. Bà ráng ngồi dậy uống miếng thuốc đi bà. Bà cứ vậy hoài thì làm sao mà hết bệnh được. Mẹ nhớ hai con nhiều lắm Nhân Nghĩa ơi. Ráng uống miếng thuốc đi bà, cho nó hết mau hết bệnh. Tôi không uống. Ông đem thuốc đi, tôi không uống đâu. Tôi chỉ muốn chết theo hai đứa con của mình thôi. Tôi không uống. Bà buồn như vậy hoài, con nó cũng đâu có sống lại đâu. Bà làm như tôi không nhớ, không thương con vậy. Tôi làm gì nên tội? Các con của tôi làm gì nên tội? Mà nếu tôi có tội lỗi thì ông trời bắt tội tôi đi. Ông trời cho tôi chết đi. Hai đứa con của tôi làm gì nên tội? Mà tại sao ông trời cướp con của tôi vậy hả chứ? Tất cả cũng tại tôi. Tại tôi buôn gian bán lận, mà cũng tại bà. Tại sao bà bắt tôi phải thề như vậy? Trời ơi, không ngờ lời thề ấy nó linh thiêng như vậy. Mẹ hại các con rồi, các con ơi. Cha bắt được là chết với cha ra chưa? Cha! Cha! Chính rồi! Hey!
Tại sao con tôi là quỷ? Tại sao con tôi là quỷ? Chúng không còn là con của ngươi nữa. Ông nói gì tôi không hiểu. Hai ngươi ăn ở thất đức, làm chuyện lọc lừa, trời đất đều không dung. Hai đứa nhỏ đó thực chất là hai con quỷ sứ do Ngọc Hoàng sai xuống để trừng phạt ngươi. Sau này nó lớn lên, nó sẽ làm cho ngươi khuynh gia bại sản. Nhưng nay thấy ngươi biết ăn năn hối lỗi, Ngọc Hoàng ra lệnh cho chúng về trời quy nạp. Cái chết của chúng cũng là vì nguyên do này thôi. Ráng tu tâm tích đức, làm việc nhân nghĩa, thì trái đắng cũng có ngày sinh quả ngọt, để cậy nhờ về sau. Ông à, ông à, hả? Ông sao vậy? Sao đâu? Thôi, không sao đâu. Ngủ lại đi ông. Hôm nay á, tôi có dở theo nấm xôi nè, vợ chồng mình ăn đi ông. Ông nữa tôi nữa. Ông ơi, tôi đói quá, làm ơn cho tôi miếng cơm ông ơi. Tôi đói quá ông ơi. Dạ, đội ơn ông, đội ơn ông. Nè, Mi biết trước vợ chồng mình lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay á, thì tôi đã để dành một ít nữ trang rồi. Cũng tại ông. Nữa của đó là của Giang, của Lận, tôi cúng chùa hết rồi, mong trời phải phù hộ cho vợ chồng mình có sức khỏe, mình làm ăn đàng hoàng lại từ đầu. Từ khi được thần linh báo mộng, vợ chồng ông Bảy không còn thương khóc con nữa. Ông bà quyết chí làm ăn ngay thẳng và cố gắng làm nhiều việc thiện. Chẳng bao lâu sau, cuộc sống trở nên khấm khá hơn và bà Bảy lại sinh được hai đứa con trai khác. Hai đứa trẻ hiền lành, văn hay, chữ tốt. Khi lớn lên học hành đỗ đạt, hiếu thảo với cha mẹ, vợ chồng ông Bảy được sống vui vẻ, thảnh thơi trong cảnh già.